sao vậy? Anh thấy em căng thẳng làm sao á? Mình tạm chia tay nhau đi. Giỡn hoài. Giỡn nó không có vui nha, mốt đừng có nói vậy nữa. Em đang nghiêm túc mà. Anh mới là người đừng giỡn nữa đó. Anh không hề giỡn nha. Anh đang rất là nghiêm túc đối với em đó. Trong tình yêu, có phải là khi hai người quen nhau sẽ làm cho cả hai cùng tốt lên không? Thì đúng rồi. Và anh đang rất là tốt. Anh bị bệnh, em chăm sóc anh. Anh hết bệnh liền và anh làm hết những cái công việc của mình. Đó là quá tốt chứ còn lại gì nữa. Sau khi anh suýt bị đuổi việc. Đó là xui thôi em. Trong đời ai chưa từng bị đuổi việc. Anh đừng có đổ lỗi cho hên xui nữa. Sao tất cả mọi thứ anh đều đổ lỗi cho hên xui vậy? Còn em thì sao? Bây giờ em đổ lỗi cho tình yêu hả? Quen em anh có cảm thấy vui không? Vui chứ, rất vui luôn á. Nhưng mà em thì cảm thấy rất mệt mỏi. Anh bây giờ khác lắm. Anh không còn điềm tĩnh như ngày xưa nữa. Còn em thì không trưởng thành. Em bây giờ cũng thành một con người khác. Em không biết nữa. Mình nhận lại một thời gian để suy nghĩ đi. Biết đâu chuyện tình cảm này là do cả hai đứa đều ngộ nhận. Ly, không mấy em giết anh luôn đi. Em không có muốn đi tù. Em về đây. Em. Tự nhiên anh bị sốt lại rồi. Anh chóng mặt quá. Lúc nãy anh có uống thuốc rồi mà. Từ từ thuốc ngấm thì anh sẽ hết sốt thôi. Ly. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.